Hello mọi người nhá. Giờ tôm tép nhổ mì thử nhá. Giờ là cây mì chuẩn bị tập cuối này. Nhổ nốt sang mai mốt để bắt tôm tép. Bạn nào chưa biết nhổ mì qua tôm đây, tôm tép dạy nhổ mì nhá. À, nhìn mình nhổ mì đây. Ngày xưa học 2 năm nhổ mì, giờ nhổ thử không biết có nhổ được không. Học nhổ mì nhé các bạn. Bạn nào muốn nhổ mì thì qua đây mình dạy cho. Ui, mì này dễ lắm. Củ to này. Bắt tôm tép thì cho khổ. Hiện tại là nhổ mì con mì một ngày 400.000 thôi. Đánh đàn có 350 à. Nhổ mì nha mấy nha. Củ to này, mì cao sán này. Hiện tại là giá 5.200 nha các bạn. Tươi thì 2.500 mà khô thì 5.200. Củ to này. Thấy không? Bắt tôm tép làm gì cho khổ luôn các bạn, nhổ mì cho nó sướng. Nhổ đây anh ơi. Thôi mình nhổ mì tiếp đây.